Chào các bác nhé, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của nhà máy Phú Cường nhé. Đấy, thì hôm nay em vừa về được một lít nồi cơm, hôm nay có rất nhiều nồi lít 8 các bác nhé. Đấy, hôm nay có xem nào, 2, 4, 6, 8, 10, 11 chiếc nồi 1 lít 8 nhé các bác nhé. Đấy, rất nhiều bác hỏi 1 lít 8 thì hôm nay về rất nhiều nồi lít 8 cho bác luôn. Đấy. Sau đó là nồi 1 lít các bác nhé, hôm nay nồi 1 lít cũng toàn nồi rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy. Nói chung là chủ yếu hôm nay là nồi 1 lít 8. Đấy, nên cho bác gia đình các bác từ 6 đến 8 người ăn nhá. Đấy, thì các bác mua có nhu cầu mua hàng liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0971051751 nhá. Bên em ship hàng toàn quốc nhá. Đấy, các bác đang xem video cho em xin một like và đăng ký kênh nhá. Với tất cả sản phẩm ngày hôm nay thì các bác vui lòng cọc túi thiệu cho em là 2 đến 500.000 hoặc chuyển khoản 100% bên em bao ship các bác nhá. Rồi bây giờ em sẽ lên cho bác từng mã nồi một nhá. Đấy. Các bác đang xem video cho em xin một like và đăng ký kênh nhá. Đấy, các bác nào mà chưa đăng ký chưa chia sẻ thì cho em xin một like và chia sẻ nhá. Đầu tiên ngày hôm nay lên cho bác một chiếc nồi Hitachi. Hôm nay là phần 89 các bác nhá. Phần 89 ạ. Video ngày 15 tháng 11 các bác nhá. Phần 89 video ngày 15 tháng 11 ạ. Ok các bác nhá. Chiếc Hitachi stem cắt dung tích 1 lít 8, điện 100V, công suất của nó là 1400W các bác nhá. Với những chiếc nồi 1 lít 8 này thì các bác sử dụng cái đổi nguồn từ 2000 VA trở lên các bác nhá. 2KVA hoặc 2000 VA trở lên. Đấy. Chiếc nồi này thì bên ngoài rất đẹp các bác nhá. Bên ngoài rất đẹp nhá, không có móp méo, không bể vỡ gì nhá. Đấy. Bên ngoài rất đẹp luôn, mặt trên còn rất đẹp luôn nhá. Đấy. Bên trong ruột đấy ạ. Nồi 1 lít 8 các bác nhá. Đấy. Bác chờ chút em lau ruột nồi cho bác nhá. Ruột còn rất đẹp luôn ạ. Đây các bác nhá, ruột nồi đẹp còn cái keng luôn nhá. Đấy. Ruột nồi đẹp long lanh luôn các bác nhá. Đấy, ruột đẹp long lanh luôn các bác nhá. Rong nồi đấy ạ. Rong nồi cũng đẹp như mới luôn các bác nhá. Rong nồi xanh đẹp cực kỳ luôn đấy ạ. Đấy, rong cực xanh cực đẹp luôn các bác nhá. Cao tần áp suất bi này. Đấy, rong cực đẹp luôn các bác nhá. Nói chung ruột rong em này đẹp, ngoại hình đẹp nhá. Hitachi stem cắt nhá. Tổng quan chiếc nồi này khoảng tầm trên 90% nha các bác nhé. Em này thì nó là màn hình LCD thường thôi, không có màn hình LED các bác nhé. Màn hình LED thì chút nữa có một em Hitachi nữa em sẽ lên cho bác là màn hình LED. Chiếc nồi này cũng rất là đẹp các bác nhé. Đấy, các nút phím, các chức năng hoạt động bình thường các bác nhé. Nói chung tổng quan chiếc nồi này nó còn khoảng tầm trên 90% về độ đẹp từ bên ngoài và đến bên trong ruột rong các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Em này đế 2010 các bác nhá. Đế 2010 ạ. Dung tích 1 lít, dung tích 1 lít 8, điện 100V, công suất 1400W các bác nhá. Chiếc đầu tiên hôm nay mã số 1 nhá, lên cho bác với giá là 2,4 triệu nha các bác nhá. Giá 2 triệu 4 các bác nhá. Mã số 1 các bác nhá, giá 2 triệu 4 nhá, chuyển khoản 100% bên em bao ship nhá. Giá 2 triệu 4 ạ, đế 2010 nhá. Đấy, Hitachi cao tần áp suất stem cắt nha các bác nhá. Giá là 2 triệu 4 nhá. Tiếp tục lên cho bác một chiếc nồi Panasonic cao tần cốc bù ẩm nhá. Em là đét 2008 này. Công suất 1400W, điện 100V, dung tích 1 lít 8 các bác nhá. Đấy, của hãng Panasonic nhá. Em này ruột nồi còn rất là mới, rất đẹp luôn nha các bác nhá. Đấy, ruột nồi đẹp long lanh luôn các bác nhá, hãn còn kim tuyến nhá, đẹp óng ánh long lanh luôn đấy ạ, không có chấm, không chảy chóc các bác nhá. Ruột cực đẹp luôn nhá. Đấy, bên ngoài đây các bác này. Đấy. Dung tích 1 lít 8 nha các bác nhá, nồi rất là lớn nha các bác nhá. Đấy, cái này cho các bác từ 6 đến 8 người ăn thoải mái nha các bác nhá. Ruột đẹp, rong đẹp các bác này.
ruột đẹp rong đẹp này, ruột rong đẹp long lanh luôn các bác nhá, ruột rong đẹp long lanh cạnh tranh luôn đấy, ruột rong đẹp long lanh luôn các bác nhá, ruột rong ngoại hình đẹp nhá các bác nhá, không có một khuyết điểm nào nhá các bác nhá. Dung tích 1.8L, điện 100V, đế 2008. Đấy. Các chức năng hoạt động ok các bác nhá, em đã test ok rồi. Đấy, bao các chức năng các bác, bao cơm ngon các bác nhá. Đấy, ok nhá các bác nhá. Mã tiếp theo là mã số 2 các bác nhá. Em lên cho bác chiếc nồi là với giá là 3 triệu 3 nha các bác nhá. Giá là 3,3 triệu nhá. Các bác chuyển khoản 100% bên Vinobasic toàn quốc các bác nhá. Đây là một trong những phân khúc lồi VIP của hãng Panasonic ạ. Panasonic cao tần IH cốc bổ ẩm các bác nhá. Đây được trang bị cốc bổ ẩm tự động cân bằng lượng nước nha các bác nhá. Đấy. Một phân khúc VIP của hãng Panasonic các bác nhá. Sự tem tái tạo nước và dòng nồi này cơm của nó rất là ngon, hay nên nó là dùng nồi 1.8L. Đấy. Nồi 1.8L. Ok các bác nhá, mã số 2 nhá. Giá là 3,3 triệu nhá các bác nhá. Rồi, tiếp tục lên cho bác là một chiếc nồi Hitachi. Em này là gọi là Hi Hương. Đấy, em này trang bị màn hình LED này. Đế 2009. Bên ngoài của nó màu tím than các bác nhá. Em này bên ngoài màu tím than nhá. Đấy. Nano stem IH này. Em này dung tích 1.8L, điện 100V, công suất là 1400W các bác nhá. Đế 2009. Ngoại hình bên ngoài không có một khuyết điểm các bác nhá, không trầy chóc, không cấn móp bể vỡ nha các bác nhá. Đấy, quay thật chậm cho bác xem này, hình thức bên ngoài này. Không cấn móp, không bể vỡ, không trầy xước nhá. Cực đẹp luôn nhá. Được trang bị màn hình LED này. Bên trong này. Bên trong ruột nồi thì gần như là mới luôn các bác nhá. Ruột nồi đây các bác nhá. Bên trong ruột nồi còn gần như mới luôn nhá. Đấy, bên trong đây các bác này, không có một vết chấm chày chóc vào các bác nhá. Gần như mới luôn các bác nhá. Đấy. Rất đẹp luôn các bác nhá. Nói chung là ruột nồi này như mới luôn các bác nhá. Cao tần áp suất bi này, rong em này khoảng tầm trên 90% các bác nhá. Rong xanh đẹp cực kỳ luôn nhá các bác nhá. Đấy. Rong xanh ngắt luôn này. Bao các chức năng các bác nhá, bao xì bao các chức năng các bác luôn nhá. Với những cái dòng áp suất như bao xì bao các chức năng các bác, khi em lên video là bao xì, còn chiếc nào không bao xì bán thanh lý báo luôn cho bác luôn. Còn với những chiếc nào em bao xì bao các chức năng động bình thường này em bao cho bác luôn. Các bác yên tâm. Về dòng nồi áp suất là như vậy nhá. Còn chiếc nào mà nó không nó xì em bán thanh lý cho bác, về các bác sử dụng thì em báo luôn tình trạng luôn. Còn với những chiếc nồi này bao cho các bác các chức năng hoạt động ngon lành luôn. Dòng này lỗ cơm thì rất là đẳng cấp luôn ạ. Nó là một trong những phân khúc đời cũng khá là sâu của Hitachi, nhưng mà nó con này rất ít sử dụng, và những chiếc nồi loại về loại này lỗ cơm rất là ngon các bác nhá. Đấy, trang bị màn hình LED này. Nano stem. Dung tích 1.8L các bác nhá. Nồi rất rộng rất lớn luôn. Đấy. Dung tích 1.8L, điện 100V. Mã số tiếp theo em lên cho các bác chiếc này. Thế tiếp theo là mã số 3 các bác nhá. Lên cho bác chiếc này giá 2.8 triệu nha các bác nhá. Gần như mới luôn nha các bác nhá. Mã số 3 giá lên cho bác là 2.8 triệu nha, chuyển khoản 100% bên bao ship nha. Giá 2.8 triệu các bác nhá. Chuyển khoản 100% bên bao ship toàn quốc luôn. Đấy. Mã số 3 các bác nhá. Đế 2009, gần như mới luôn các bác nhá. Hitachi cao tần áp suất. Giá là 2.8 triệu nhá. Tiếp theo lên cho bác chiếc nồi Nationa van dài cao tần phun xương bổ ẩm, dung tích 1.8L, điện 100V. Em này đế 2007 này. Ngoại hình thành vách xung quanh đẹp long lanh các bác nhá. Đấy, ngoại hình cực đẹp luôn các bác nhá. Ngoại hình đẹp nhá, không cấn móp, không bể vỡ, không có chảy xước đấy các bác nhá. Mặt trên này cũng rất là đẹp luôn. Nationa van dài các bác nhá. Ruột đây các bác này, ruột nồi cũng còn rất là mới, rất đẹp luôn này.
Đấy, bên trong này thì nó có một vài điểm lấm tấm cám cực nhỏ thôi các bác nhá. Đấy, tình trạng như nào em báo qua như vậy luôn, rất là nhỏ luôn, li ti bằng cái đầu kim thôi. Đấy, bên ngoài các bác này, bên ngoài còn rất mới rất đẹp luôn, lồi bọc đồng các bác nhá. Đấy, rất đẹp luôn ạ. Doang em này thì khoảng tầm, cái này thì em thực sự là chưa vệ sinh được kỹ nên là các bác vệ sinh kỹ này giúp em một chút xíu này. Cái này nó để lâu nó bị cáu vào tí thôi. Đấy, cái về các bác vệ sinh chút xíu này. Doang em này còn rất là đẹp các bác nhá, rất là đẹp luôn ạ. Đấy, về các bác vệ sinh chút là đèn ok thôi. Đây em này ngoại hình các bác xem, ngoại hình đẹp long lanh luôn ạ. Nationa van dài các bác nhá. Rồi nấu cơm thì các bác yên tâm này rồi, bao ngon luôn. Các chức năng chế độ em này là 4 bước lấy IH các bác nhá. Đây 4 bước lấy IH này. Các chức năng chế độ hoạt động bình thường các bác nhá. Đấy. Mã số tiếp theo lên cho các bác là mã số 4 đây các bác nhé. Mã số 4 nhé. Em bán cho các bác chiếc này với giá là 2,1 triệu nhé. Giá 2 triệu 1 các bác nhé. Mã số 4 giá 2 triệu 1, chuyển khoản 100% bên em bao ship toàn quốc nhé. Đấy. Mã số 4 các bác nhé. Giá 2 triệu 1, date 2007, dung tích 1 lít điện 100, à dung tích 1 lít 8, điện 100V, công suất 1400W các bác nhé. Dung tích 1 lít 8 điện 100V, mã số 4 các bác nhá, giá là 2 triệu 1 nhá. Rồi tiếp theo lên cho bác một chiếc nồi Tiger Ta Cook 1 lít 8 này. Tiger Ta Cook date 2015, dung tích 1 lít 8 điện 100V, công suất của nó là 1350W các bác nhá. 1350W. Dung tích là 1 lít 8 các bác nhé. Em này có 1-2 điểm đây các bạn này, nó bị chưa xước cái lớp nano một chút xíu, nhưng 1 điểm đây thôi. Đấy, đây xước nano chút xíu này. Còn lại đẹp không nhé, không có bể vỡ, không có móp méo gì nhé. Đấy, ruột nồi đây các bạn này. Bên ngoài hơi bị xước nhẹ, rút vòng tròn này. Bên trong thì cực đẹp luôn, không chấm, không cháy chóc luôn. Đây các bạn nhé, bên trong này. Bên trong đẹp long lanh luôn các bạn nhé, không chấm, không cháy chóc luôn nhé. Đấy, bên trong đẹp, không chấm, không chảy chóc nha. Có trang bị tay cầm chống nóng ấy. Doang em này còn khoảng tầm trên 90% thôi nhé. Doang còn khá là xanh đẹp nhé. Doang còn khá là xanh đẹp luôn ạ. Tiger Ta Cook em này có chế độ lô cơm cháy không nhé. Đấy. Em này có chế độ lô cơm cháy nhé. Đến 2015. Dung tích 1 lít 8 điện 100V. Các chức năng hoạt động bình thường các bác nhé. Đấy, đang ở chế độ lấu cơm cháy rồi nhé. Bây giờ các bác cứ như này và các bác bấm lấu là cơm cháy thôi. Đây em để nguyên cho các bác luôn. Đấy, các chức năng nút phím hoạt động bình thường hết nhé các bác nhé. Mã số tiếp theo là mã số 5 nhé các bác nhé. Để tí cho ghi mã này, từ từ sẽ tí cho ghi mã này. Mã số 5 ạ, em lên cho bác chiếc này với giá là 2,4 triệu nhá. Giá là 2 triệu 4 nhá. Mã số 5 các bác nhá, giá 2 triệu 4, chuyển khoản bao ship toàn quốc nhá. Mã số 5 các bác nhá, giá 2 triệu 4 nhá. Tiếp theo lên cho bác một chiếc nồi Panasonic. Chiếc này phân khúc VIP của Panasonic. Em này được trang bị phần mềm kết nối điện thoại bằng phần mềm tiếng Nhật này. Có đét sản xuất là 2014, dung tích 1 lít điện 100V, công suất của nó là đâu ạ, nó chờ một chút, công suất của nó là 1400W các bác nhé. Nói chung về ngoại hình của em này thì còn rất là đẹp các bác nhé, không có cấn móp, không bể vỡ, không chảy xước đây các bác nhé. Đấy, còn rất đẹp luôn ạ. Dung tích 1 lít 8 các bác nhé, điện 100V, công suất 1400W. Có trang bị kết nối điện thoại này, Ecolavi tiết kiệm điện, cốc bù ẩm các bác nhá. Đấy. Một trong những doang của nó như mới luôn các bác nhá. Doang nồi thì như mới luôn các bác. Đấy, quay cận cảnh cho các bác xem luôn. Doang nồi như mới luôn. Đấy, còn rất là đẹp luôn các bác nhá. Cốc bù ẩm các bác nhá. Cao tần IH cốc bù ẩm.
kết nối điện thoại Econavi tiết kiệm điện. Và chiếc này là một trong những cái dòng nồi được trang bị nồi sần các bác nhá. Đấy, trang bị dòng nồi sần các bác nhá. Đấy, không có một vết chấm, không một vết chảy chóc luôn các bác nhá. Chiếc nồi này gần như là mới luôn các bác nhá. Đây, bên ngoài đấy các bác này. Đấy, đẹp long lanh luôn nhá. Đấy, dòng nồi sần các bác nhá. Đây, em quay chi tiết cho bác xem luôn, không có một vết chấm, không một vết chảy chóc luôn. Đấy, siêu đẹp luôn các bác nhá. Các chức năng, các nút phím hoạt động bình thường hết các bác nhá. Đấy, các chức năng, các nút phím hoạt động bình thường các bác nhá. Bao cơm ngon, bao các chức năng cho bác luôn. Mã số tiếp theo lên cho bác là mã số 6 nha các bác nhá. Mã số 6 ạ. Em bán cho các bác chiếc này với giá là 3.700.000 đồng các bác nhá. 3.700.000 nha các bác nhá. Giá là 3.700.000 rồi, chuyển khoản 100% em bao ship toàn quốc nhá. Giá là 3.700.000 ạ. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, một chiếc nồi Panasonic rất là đẹp luôn. Mã số 6 các bác nhá, giá 3.700.000 nhá. Tiếp theo lên cho bác một chiếc nồi Nationa van tròn. Chiếc nồi này thành vách thì nó có một vài điểm nó bị sét nhẹ một chút xíu các bác này. Đây này, 1 2 3 này. Đấy, tình trạng như nào báo các bác như vậy luôn nhá. 1 2 3 điểm bị dỉ sét nhẹ này. Đấy. Đét 2008, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1300W các bác nhá. Cái này sức nano nhẹ một chút xíu nhá, cái này không ảnh hưởng gì nhá. Đấy, còn mặt mũi trên này thì cũng một vài điểm hơi cấn cá mà nhẹ một chút xíu thôi, cái này thì không tránh được các bác nhá. Đấy, nhưng mà bù lại thì vào bên trong các bác nhá. Vào bên trong thì ruột của nó còn rất là đẹp nhá, ruột nồi cực đẹp luôn. Ruột nồi đẹp long lanh luôn các bác nhá. Đấy, ruột nồi đẹp long lanh luôn, dung tích 1 lít 8. Đấy, ruột đẹp nhá các bác nhá, ruột không có chấn, không chảy chóc nhá. Doang đẹp nhá. Ruột đẹp, doang đẹp ạ. Doang em này khoảng trên 90% nhá các bác nhá. Đấy, dòng trên 90%. Nationa đó nhá. Các chức năng, các nút phím em test ok các bác rồi nhá. Các chức năng, các nút phím hoạt động bình thường hết nhá. Đấy, các chức năng, các nút phím hoạt động bình thường nhá. Mã số tiếp theo là mã số 7 nhá. Lên cho bác chiếc nồi này với giá 1.900.000 đồng nhé. 1.9 triệu nhé. Giá 1.900.000 nhé. Chuyển khoản 100% bên Embassy toàn quốc nhé. Đấy, mã số 7 nhé, giá 1.900.000 nhé. Mã số 7 các bác nhé, giá 1.900.000 nhé. Tiếp theo lên cho bác một chiếc nồi Sanjo xoài nhé. Đây là em vừa test cái dây này, phần dây nó vẫn thu được và bình thường các bác nhé. Lên cho bác một chiếc Sanjo xoài, em này màu trắng, ngoại màu trắng nhé các bác nhé. Màu trắng nhưng ngoại hình còn rất là đẹp luôn này, thành vách đẹp này. Đét là 2010 các bác nhé, dung tích 1 lít 8, điện 100V. Công suất của nó là 1350W các bác nhé. Với tất cả các nồi 1.8 các bác sử dụng cái cục đổi nguồn tối thiểu là 2000 VA nha các bác nhá. Đấy, 2kVA hoặc 2000 VA là đều được các bác nhá. Nói chung về ngoại hình bên ngoài em này thì còn rất là đẹp các bác nhá. Bạch công tử này, rất là đẹp luôn ạ. Rồi vào bên trong nhá các bác nhá. Vào bên trong thì gần như là ruột rong em này gần như chưa dùng luôn, hàng lướt luôn. Đây các bác nhá. Rong còn rất đẹp luôn nhá, rất xanh, rất mới luôn ạ. Cao tần áp suất bi nhá. Cao tần áp suất bi ạ. Đấy. Đây các bác nha. Nói chung là gần như hàng xài lướt. Thực sự là với các bác là rất là ưng ý chiếc nồi này các bác. Nồi này nồi 7 lớp các bác nhé. Bên ngoài đây chưa có một vết gì luôn nữa các bác nhé. Đấy, còn rất là mới, rất đẹp luôn nhé. Đấy, bên trong đây, bên trong thì viền vàng các bác này. Đấy, còn rất là đẹp đây. Đây, nói chung gần như chiếc nồi này thì rất là hoàn hảo luôn các bác nhé. Nồi thì 7 lớp này. Đấy, bên trong viền vàng các bác này. Đây, chi tiết cho bác xem về chiếc nồi 1.8 này.
Đấy, rất đẹp luôn các bác nhé, bao các chức năng các bác nhé, bao test các chức năng các bác luôn, bao xì luôn. Riêng em này đang hết pin em sẽ thay pin cho các bác nhé. Đấy, riêng về chiếc nồi này để cho nó hoàn hảo, một chiếc nồi đẹp như các bác nhé, em sẽ thay pin cho bác. Đấy. Đấy, rất đẹp luôn các bác nhá. Đết 2010. Đấy. Cắm điện cho các bác nhá. Đấy, Sanzo xoài nha các bác nhá. Dung tích 1.8L, điện 100V. Nói chung là để mà lựa được những chiếc nồi như này rất là vất vả, rất là mất thời gian đó nhá, để mà lựa được những chiếc nồi đẹp như này về phục vụ các bác nhá. Đấy. Trong cái thời buổi thứ nhất là về cái dịch giã này thì tất cả các giá cước rồi giá vận chuyển nó leo thang lên, thì đấy, để mà nhặt được một chiếc nồi như này phải phục vụ các bác nó rất là tốn rất nhiều công sức nha các bác nhá. Rồi ok, lên luôn cho bác mã số 8 này. Số 8 nhé. Mã số 8 đây các bác nhá. Em lên cho bác chiếc nồi này với giá là 3 triệu nhá. Giá là 3 triệu các bác nhá, chuyển khoản bao ship toàn quốc nha các bác nhá. Rất là đẹp luôn ạ, gần như là hàng gọi là hàng đấu giá luôn các bác nhá. Thực sự nếu không nói quá thì nó gần như là hàng đấu giá luôn. Đấy, một chiếc nồi Sanzo. Em này em sẽ thay pin cho bác nhá. Bao các chức năng các bác luôn. Bao xì, bao các chức năng hoạt động bình thường các bác nhá. Mã số 8 nhá, giá là 3 triệu nhá. Thực sự là một chiếc nồi 1 lít mà nó đẹp thì nó rơi vào tầm 2 triệu rồi, nên là một chiếc nồi 1 lít 8 cái giá này thì nó rất là hợp lý đấy các bác nhé. Đấy, bác nào đã sử dụng cái dòng xoài rồi mà thấy chiếc này thì em nghĩ là lên chốt ngay chiếc này về. Thực sự là một siêu phẩm luôn, rất là đẹp luôn các bác nhé. Mã số 8 nha các bác nhé, giá là 3 triệu. Rồi tiếp theo lên cho bác một chiếc nồi Nationa van tròn nữa này. Hai bức nấu IH, ngoại hình thành vách đẹp nhá. Đết 2008 này. Thành vách không có một khuyết điểm luôn, không cấn cá, không chảy xước gì luôn. Đây các bác thấy, em quay thật kỹ cho các bác xem luôn nhá. Cực đẹp luôn nhá. Đến 2008, dung tích 1 lít, điện 100V. Công suất của nó là 1.300. Xin lỗi các bác, dung tích 1 lít 8. Điện 100V, công suất là 1.300W nhé. Đấy, về chiếc nồi này thì từ bên ngoài đến bên trong đấy các bác này. Đấy, cực đẹp luôn các bác nhá. Thực sự là phải rất là kỳ công mới lựa đến những chiếc nồi nó đẹp như này. Bên trong của hãng còn kim tuyến óng ánh luôn các bác nhá. Đấy, bên trong còn kim tuyến óng ánh luôn, không có chấm, không có chảy chóc gì các bác nhá. Ruột nồi đẹp long lanh luôn các bác nhá. Đấy, bên ngoài tráng gương này. Như mới luôn các bác nhá. Đây, gioăng đây các bác nhá, gioăng nồi cũng như mới luôn này. Đấy. Nói chung tổng quan chiếc nồi này nó khoảng tầm trên 90% nha các bác nhá. Nếu đây là theo đánh giá của em nó khoảng trên 90%, có thể hơn nữa thôi nhé. Ngoại hình này. Đấy. Ngoại hình không cấn cá, không chảy xước, không bể vỡ nhé. Bên trong ruột gioăng gần như mới luôn các bác nhá. Đấy, đết 2008. Nói chung với các mã ngày hôm nay, các mã nồi 1 lít 8 này thì ví dụ những chiếc nào nó hết pin thì nếu như em có thời gian em sẽ thay pin cho các bác, còn không thì em sẽ cho pin vào trong cho các bác luôn. Để các bác về các bác thay giúp em nhé. Nếu như em rảnh thì em sẽ thay cho bác. Thực sự lần này nó cũng rất là mải, nên là nếu như em căn kia được thời gian thì em sẽ thay cho bác. Còn nếu như mà không thay được thì bác hết sức thông cảm, em cho các bác pin và các bác qua thợ các bác thay giúp em. Đấy, các chức năng các lưu phím hoạt động bình thường hết các bác nhé. Nồi rất đẹp luôn các bác nhé. Nói chung chiếc này thì gần như là xuất sắc luôn, không có một khuyết điểm gì luôn. Mã số tiếp theo lên cho bác là mã số 9 nha các bác nhé. Mã số 9 ạ. Em lên cho bác chiếc này với giá 2,5 triệu nha. Giá 2 triệu rưỡi các bác nhé. Mã số 9 ạ, 2 triệu rưỡi chuyển khoản ba ship toàn quốc các bác nhé. Mã số 9 ạ, giá 2 triệu rưỡi. Ok, còn hai mã này nữa nha các bác nhé. Còn hai mã này là mã 1 lít 8 nữa, sau đó sẽ là nồi 1 lít các bác nhá. Nghĩa là từ đầu video đến bây giờ là toàn nồi 1 lít 8, và còn hai mã này nữa, hai mã này 1 lít 8 nữa. Đấy. Mà sẽ hết nồi 1 lít 8. Thế là tổng hôm nay là có 11 mã nồi 1 lít 8 các bác nhá. Rồi tiếp theo lên cho bác một chiếc nồi Joy Z. Em này đến 2016 các bác nhá.
DS2016, dung tích 1.8L, điện 100V. Ngoại hình rất đẹp nhá. Đấy, ngoại hình đẹp long lanh cành xanh luôn các bác nhá. Dung tích 1.8L, điện 100V. Trên này thì nó có một vài điểm bị cấn nhẹ một chút xíu các bác này, đây, trên mặt này nhá, nó có một hai điểm cấn một bé xíu xíu thôi. Đấy. Còn lại ngoại hình thành vách đẹp các bác nhá. Đấy, nhưng mà bên trong ruột đấy các bác này, bên trong ruột nồi gần như là mới luôn. Đấy. Ruột nồi cực đẹp luôn các bác nhá. Ruột nồi cực đẹp luôn ạ. Ruột nồi cực đẹp luôn các bác nhá, đẹp long này, không có chấm, không có chảy chóc gì các bác nhá. Đấy. Gần như là mới luôn các bác nhá. Rong thì về cái dòng Joy Di thì các bác yên tâm, rong thằng này nó cực kỳ bền luôn, mà nó cực kỳ là mới luôn các bác nhá. Riêng về Joy Di ạ. Đấy, rong như mới luôn các bác nhá, nói chung ruột rong này như mới luôn. Về ngoại hình thì ở trên cái này, trên cái nắp vung này có một hai điểm cấn nhẹ thôi, rất là bé thôi các bác nhá. Đấy, đây là tình trạng như là báo các bác như vậy luôn. Đết 2016 các bác nhá, dung tích 1.8L. Các chức năng, các nút phím hoạt động bình thường hết các bác nhá. Đấy, các nút phím, các chức năng hoạt động bình thường hết nhá. Mã số tiếp theo lên trong mắt là mã số 10 nhé. Mã số tiếp theo là mã số 10 nhé. Bán cho bác chiếc này với giá 2,1 triệu nhé. Giá 2 triệu 1 ạ. Mã số 10 các bác nhé. Giá 2 triệu 1 nhé. Chuyển khoản bao ship toàn quốc các bác nhé. Mã số 10 ạ. Giá 2 triệu 1 nhé. Đấy, rất là hợp lý luôn. Nói chung hôm nay lên cho bác cái nồi 1.8L này, thì nếu như các bác vẫn còn có nhu cầu sử dụng thêm thì em sẽ lại tiếp tục đi tìm kiếm và lên phục vụ các bác nhé. Đấy, mã số 10 các bác nhé, giá là 2 triệu 1 nhé. Tiếp theo là mã số 11 các bác nhé, lên cho bác một chiếc Joy Di 1.8L nữa, cao tần IH này. Chiếc này đế 2011, dung tích 1.8L, điện 100V, công suất của nó là 1.350W các bác nhá. 1295W, xin các bác 1295W, điện 100V. Dung tích 1.8L các bác nhá. Em này thì mặt trên là bằng nhựa này, mặt hiển thị bằng meca này, thành vách này thì bằng kim loại này. Đấy, còn rất là đẹp luôn các bác nhá. Còn rất là đẹp luôn. Bên trong ruột nồi đấy các bác nhá. Cái này thì do sử dụng đấy, nó xước vòng quanh này, cái này không tránh được các bác nhá. Bên trong ruột thì rất là đẹp luôn các bác. Đấy, bên trong ruột đẹp có cái keng luôn này. Như mới luôn các bác nhá. Bên trong ruột đấy, rất là đẹp luôn nhá. Đây những vết lước này. Lau kỹ cho các bác luôn này. Đấy, ruột cực đẹp luôn các bác nhá. Ruột cực đẹp luôn. Dung tích 1.8L nha các bác nhá. Dòng như mới luôn nhá. Dòng thì như mới luôn này. Dòng như mới luôn nhá. Đấy, các chức năng, các nút phím hoạt động bình thường các bác nhé. Dung tích 1.8L, điện 100V. Đế 2011 các bác nhé. Dung tích 1.8L, điện 100V. Đế 2011 các bác nhé. Mã số tiếp theo lên cho bác là mã số 10 nhé. À, mã số 11 nhé. Cho bác mã số 11 này. Em lên cho bác chiếc này với giá là 2 triệu nhé. Giá là 2 triệu nhé các bác nhé. Mã số 11 nhé các bác nhé. Giá là 2 triệu, chuyển khoản 100% bên em bao ship toàn quốc các bác nhé. Đấy, mã này là mã cuối cùng nồi 1.8L nhé. Bây giờ em sẽ lên cho các bác các cái mã nồi 1.0L nhé. Đấy, mã 11 các bác nhé, giá 2 triệu nhé. Thank you.
Rồi, bắt đầu sang mã nồi 1 lít các bác nhá. Dung tích 1 lít, điện 100V nhá. Mã đầu tiên là một chiếc nồi Joyji. Em mới đến 2016 các bác nhá. Dây này thì nó đều rút được vào bình thường các bác nhá. Đấy, em vừa kéo ra để test nên là chưa kịp cho vào thôi, còn các chiếc nồi động bình thường. Đầu tiên là em Joyji, mã số 12 các bác nhá. Mà em Joyji cao tần IH này. Đến 2016. Dung tích 1 lít, điện 100V, công suất 1005W. Ngoại hình thành vách đẹp các bác nhá. Thành vách đẹp long lanh luôn đấy ạ. Thành vách đẹp long lanh luôn các bác nhá. Dung tích là 1 lít, điện 100V. Bên trong ruột đây. Ruột có một vết chấm cám này các bác này, đây. Ruột có một vết chấm cám nhá. Ruột có một vết chấm cám này. Những cái này em bao cho bác là không bao giờ bị dính cơm, không bao giờ bong chóc nhá. Đấy. Dòng thì gần như mới luôn này. Dòng thì gần như mới luôn các bác nhé. Dòng nồi gần như mới luôn nhé. Dòng nồi gần như mới luôn nhé. Anh lấy sói ghi cái mã này. Dòng thì gần như mới luôn các bác nhé. Nói chung chiếc nồi này chỉ bị một cái là cái ruột nó bị một vết châm cám thôi. Còn lại ok hết rồi các bác nhé. Trên nắp cũ. Đấy. Dung tích 1 lít, điện 100V. Các chức năng nút phím hoạt động bình thường hết các bác nhá. Mã số tiếp theo là mã số 12 các bác nhá. Em lên cho bác em này với giá là 850.000 nhá. 850.000 các bác nhá. Dây dở vẫn hít vào bình thường các bác nhá. Mã số 12 các bác nhá, 850.000 nhá. Tiếp theo lên cho bác một chiếc nồi Irith Ozama này. Chiếc này đế khá là cao, chiếc này đế 2019, dung tích 1 lít, điện 100V, công suất 1130W các bác nhá. Khoáng Irith Ozama, nồi cao tần IH nhá. Đấy, chiếc nồi này về bên ngoài thì không có cấn móp chảy xước gì nhá. Bên ngoài toàn thân bằng nhựa này. Đế 2019 các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Mặt trên bằng Mecca. Đấy. Về ruột rong thì không phải nói rồi, gần như là chưa sử dụng luôn. Đấy. Đấy các bác nhá, gần như chưa sử dụng nhá. Không có một vết gì luôn ạ. Như mới luôn các bác nhá. Đấy. Chiếc này là nồi cao tần IH thường các bác nhá, không áp suất nhá. Đấy, dòng này thì nó có những nó có một vài mã là nó có áp suất. Chiếc này thì nó là cao tần thôi. Rong như mới, nói chung ruột rong tổng quan chiếc nồi này thì gần như là mới. Đấy. Irith Ozama luôn nha. Bàn phím bằng cơ, hôm nay chút nữa sẽ có một chiếc bàn phím cảm ứng nhá. Bây giờ là chiếc này đang mà dùng các phím bằng nút bấm cơ học, còn lại chút nữa sẽ lên cho bác chiếc cảm ứng cân được gạo nhá. Đấy. Ở các bác đã theo dõi kênh em từ đầu thì em cũng có lên những cái mã lên nhiều rồi. Hôm nay có một chiếc. Ok các bác nhá, mã số tiếp theo là mã số 13 các bác nhá. Mã số 13. Chiếc nồi Irith Ozama các bác nhá. Đến 2019 nhá. Cực cao luôn nhá. Bán cho bác với giá 1 triệu nhá. Giá 1 triệu đấy ạ. Irith Ozama các bác nhá. Đến 2019 nhá, giá 1 triệu nhá. Chuyển khoản 100% em ba ship toàn quốc luôn. Đấy. Giá 1 triệu. Tiếp theo lên cho bác một chiếc nồi Joyji đế 2018, Joyji cao tần các bác nhá. Joyji cao tần đế 2018, ngoại hình đẹp nhá, không có cấn móp bể vỡ gì nhá. Đấy, không có cấn móp, không có bể vỡ gì nhá. Đấy, chỗ này thì nó hơi bị xước nhẹ này, cái này em dán tem cho bác được nhá. Em sẽ dán cho bác cái tem lên ok. Đế 2018 các bác nhá. Ngoại hình nói chung về ngoại hình thì rất là ok rồi, rất là đẹp, mặt trên rất là đẹp này. Bên trong ruột nồi các bác nhá. Ruột nồi thì như chưa dùng luôn. Ruột nồi thì như chưa dùng nhá bác nhá, không có một vết nào luôn nhá. Đây, bên ngoài đây các bác này. Như chưa dùng luôn ạ. Đấy, bên ngoài cực đẹp luôn các bác nhá. Rong như mới luôn các bác nhá. Rong xanh đẹp như mới luôn nhá. Đấy.
Nói chung ruột rong đẹp, ngoại hình cũng đẹp nha các bác nhé. Đét 2018, dung tích 1 lít điện 100V. Đấy. Đấy. Dùng tích 1 lít điện 100V thôi. Mã số tiếp theo, mã số 14 nhé. Em lên cho các bác chiếc nồi này với giá là 1 triệu thôi nhé. Mã số 14 các bác nhé, giá là 1 triệu nhé. Đấy. Mã số 14 ạ, giá 1 triệu nhé. Tiếp theo lên cho bác chiếc nồi Panasonic van dài cao tần phun xương bấm các bác nhé. Chiếc này ngoại hình thì không thể chê được rồi. Chiếc này ngoại hình cực đẹp luôn các bác nhé. Đét 2011. Đét 2011. Dung tích 1 lít điện 100V. Đấy. Công suất 1200W các bác nhé. Về ngoại hình chiếc nồi này không thể, nghĩa là không có điểm trừ các bác nhé. Đấy. Riêng về ngoại hình chiếc này không có một điểm trừ luôn. Đẹp long lanh luôn. Rồi vào bên trong các bác nhé. Ruột nồi đẹp nha các bác nhá. Ruột nồi còn rất là đẹp nhá. Ruột nồi còn rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Gioăng thì như mới luôn các bác nhá. Gioăng nồi như mới luôn nhá. Đấy. Gioăng đẹp luôn. Đấy. Nói chung là chiếc nồi này rất là đẹp luôn các bác nhá. Siêu phẩm luôn đấy ạ. Mã số tiếp theo là mã số 14 à? 14. Mã số tiếp theo mã số 15 thôi nhá. Chiếc nồi này nhá. Panasonic van dài cao tần phun xương bửa ấm nhá. Đấy. Các chức năng các nút phím hoạt động bình thường nhá. Mã số 15 ạ. Em lên cho bác chiếc này với giá 1 triệu nhá. Giá 1 triệu 1 nhá. Giá 15 các bác nhá, giá 1 triệu 1 nhá, chuyển khoản ba ship toàn quốc rồi. Mã 15 các bác nhá. Giá 1 triệu 1 nhá. Rồi, tiếp theo lên cho bác một chiếc nồi Panasonic van dài đấy nhá. Chiếc này thì nó có chế độ lấy cơm cháy, đét 2014 các bác nhá. Đấy, đét 2014, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1200W các bác nhá. Chiếc nồi này ngoại hình còn rất là đẹp nhá. Chỉ có ở trên này thì nó một vài điểm nó bị đây, chỗ này nó bị cấn một chút xíu này. Bị cấn và hơi sức nhẹ lớp nano một chút xíu nhá. Đấy. Còn lại là đẹp luôn các bác nhá. Ruột nồi đấy các bác nhá. Ruột nồi như mới luôn, như chưa dùng luôn các bác nhá. Vẫn còn nguyên ống ánh kim tuyến luôn nhá. Đấy. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Ruột đẹp gioăng đẹp các bác này, gioăng như mới luôn này. Đấy. Ruột đẹp gioăng đẹp nhá. Đấy, gioăng đẹp long lanh luôn các bác nhá. Đấy. Ruột đẹp gioăng đẹp, ngoại hình đẹp nhá các bác nhá. Đét 2014 nhá, chiếc nồi này có chế độ nấu cơm cháy nhá các bác nhá. Đấy, bác nào thích cơm cháy thì sử dụng chiếc nồi này. Mã số tiếp theo lên cho bác là mã số 16 thôi nhá. Bán cho bác chiếc này với giá là 1,4 triệu nhá. Chuyển khoản 100% Vinamba ship toàn quốc nhá. Mã số 16 nhá. Giá 1 triệu 4 nhá. Rất là đẹp luôn nhá. Đét 2014 ạ, có chế độ nấu cơm cháy. Panasonic van dài phun xương bửa các bác nhá. Có chợ lỗ cơm cháy. Mã 16 các bác nhá.
lên cho bác với giá là 1.400.000 nhé. Tiếp theo lên cho bác chiếc nồi Toshiba. Toshiba đế 2010 các bác nhé, Toshiba cao tần IH nhé. Sau dòng này là bắt đầu đến dòng Tohut nhé các bác nhé. Đấy. Dòng này là cơm nó cũng rất là ngon luôn, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1100W các bác nhé. Ngoại hình đẹp này, không cấn móp, không bể vỡ, không chảy chóc gì nhé các bác nhé. Ngoại hình về bên ngoài nhé, không cấn móp, chảy chóc, không bể vỡ gì cả. Đấy. Bên trong đây. Bên trong ruột còn rất là đẹp luôn. Ruột đẹp nhá, ruột đẹp long lanh luôn. Đấy, ruột đẹp long lanh cạnh tranh luôn các bác nhá. Có kinh keng luôn đấy ạ. Đấy. Bên ngoài còn rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Gioăng đẹp các bác nhá. Gioăng đẹp. Đấy. Toshiba cao tần IH nữa nhá. Dòng này nấu cơm thì miễn chê luôn các bác nhá. Dòng này nó là dòng đứng sau cái dòng tô hút nhá các bác nhá. Tô cao tần hút nhá. Hôm nay nó là tô cao tần, nó chưa được trang bị hút chân không. Đấy. Đấy, các chức năng các nút phím hoạt động bình thường hết các bác nhá. Đấy, các chức năng các nút phím hoạt động bình thường hết các bác nhá. Mã số tiếp theo lên cho bác là mã số 17 nhá. Chiếc nồi này em lên cho bác với giá 1,1 triệu nhá. Mã 17 các bác nhá. Đến 2010 các bác nhá. Mã số 17 ạ, giá là 1.100.000 các bác nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Đây về ngoại hình cũng như là ruột rong em này nó còn rất là đẹp luôn các bác nhá. Ngoại hình không có chảy chóc, không có bể vỡ, không có gọi là cấn móp gì các bác nhá, rất là đẹp luôn. Mã 17 các bác nhá, giá 1.100.000 nhá. Tiếp theo lên cho bác chiếc nồi Joyji cao tần đế 2017 các bác nhá. Em này đế 2017, dung tích 1 lít điện 100V. Ngoại hình đẹp nha các bác nhá. Dung tích 1 lít điện 100V, ngoại hình rất là đẹp luôn. Đấy. Bên trong ruột nó ruột nồi có 1-2 vết chấm cám rất là nhỏ bằng cái đầu kim các bác nhá. Đây này. Cực bé luôn ạ. Cực bé luôn. Cực bé luôn các bác nhá. Nói chung em ruột này em này còn tương đối đẹp các bác nhá. Đấy. Chấm cám này không ảnh hưởng gì như cái đầu kim thôi ạ. Gioăng này như mới các bác nhá, gioăng nồi như mới rồi nhá. Gioăng nồi như mới luôn các bác nhá. Gioăng nồi như mới luôn. Đấy. Cắm điện cho các bác nhá. Đết 2017 các bác nhá. Đết 2017 ạ, dung tích 1 lít điện 100V. Đấy, các nút phím các chức năng hoạt động bình thường hết thôi nhé. Mã số tiếp theo đây là mã số 18 nhé. Chiếc này lên cho bác với giá là 950.000 nhé. Mã số 18 thôi nhé, giá là 950.000 nhé. Mã 18 ạ, giá là 950.000 thôi nhé. Tiếp theo lên cho bác một chiếc nồi Joyji cao tần nữa, em này toàn thân bằng nhựa này, đế 2015. Cao tần IH các bác nhá, đế 2015, dung tích 1 lít điện 100V. Công suất 1105W nhé. Toàn thân bằng nhựa các bác nhá, mặt meca, mặt hiển thị bằng meca này, còn lại thành vách bằng nhựa hết các bác nhá. Không có bể vỡ, không có cấn móp chảy chóc gì nhá các bác nhá. Đế 2015 ạ. Nói chung về ngoại hình em này đẹp nhá. Ruột nồi còn rất là đẹp các bác nhá. Ruột nồi đẹp nhá. Đấy, ruột nồi còn khá là đẹp nhá. Bên ngoài một vài điểm cái này do sử dụng, cái này để xuống thì nó chóc nhẹ thôi, cái này không vấn đề gì các bác nhá. Cơ bản nó bên trong nó rất là đẹp các bác này. Đấy, bên trong ruột còn rất là đẹp luôn nhá. Gioăng xanh đẹp các bác nhá. Gioăng nồi xanh đẹp cực kỳ nhá các bác nhá. Đấy, gioăng nồi xanh đẹp nhá. Cao tần nữa các bác nhá, đế 2015 ạ. Nó
cùng với mã số tiếp theo là mã 19 nhá. Lên bác chiếc này với giá là 1 triệu nhá. Mã số 19 các bác nhá, giá là 1 triệu nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Mã số 19 nhá, giá là 1 triệu nhá. Đấy, chuyển khoản 100% bên em bác ship toàn quốc nhá. Các bác đang xem video cho em xin một like, một đăng ký kênh nhá. Các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0971051751 nhá. Tiếp theo lên cho bác một chiếc lồi Joji nữa. Joji cao tần các bác nhá. Đế 2018 ạ. Đế 2018 dung tích 1 lít điện 100V. Nói chung về tổng quan ngoại hình bên ngoài em này thì không có một khuyết điểm gì nhá các bác nhá. Bên ngoài đẹp nha các bác nhá. Đế 2018 đẹp long lanh luôn. Ruột nồi Platinum. Đấy. Ruột Platinum các bác nhá, còn rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Rồi là Platinum. Bên ngoài rất là đẹp luôn này. Đấy. Không một vết chảy chóc gì bên ngoài luôn các bác nhá. Nồi Platinum. Dòng đẹp các bác nhá, dòng như mới luôn nhá. Dòng nồi như mới luôn. Đấy. Dòng nồi như mới luôn các bác nhá. Nói chung là tổng quan chiếc nồi này khoảng tầm trên 90%. Đế 2018 các bác nhá. Các chức năng các lưu phí hoạt động bình thường hết nhau nhé. Mã số tiếp theo lên cho bác là mã số 20 nhé. Lên bác chiếc này với giá 1,2 thôi nhé. 1,2 thôi, đết 2018 thôi nhé. Giá 1,2 thôi. Đết 2018 giá 1,2 thôi các nhé. Chuyển khoản 100% bên em bao ship toàn quốc nhé. Đấy các bác, nếu các bác có nhu cầu chuyển khoản thì chuyển khoản qua số tài khoản của em là Ngân hàng Techcombank chi nhánh Sài Đồng Long Biên. Chủ tài khoản là Nguyễn Phú Tường các bác nhé. Các bạn đang xem video cho em xin một like và đăng ký kênh nhé. Ok các bạn nhé, mã 20 nhé, giá 1,2 triệu nhé. Rồi, tiếp theo lên cho bác một chiếc nồi Hitachi. Hitachi cao tần áp suất các bác nhé. Hitachi cao tần áp suất em này màu đồng này. Đế 2018 thôi nhé. Em này đế cũng khá là cao, 2018 ạ. Dung tích 1 lít điện 100V. Công suất 1400W thôi nhé. Nó công suất 1400W, điện 100V. Ruột nồi rất là đẹp các bác nhá. Ruột nồi dòng nồi sần nhá các bác nhá, rất là đẹp luôn này. Còn óng ánh luôn các bác nhá. Dung tích 1 lít điện 100V ạ. Đấy. Ruột đẹp dòng đẹp các bác nhá. Ruột đẹp dòng đẹp ạ. Ruột đẹp dòng đẹp các bác nhá, cao tần áp suất bi nhá. Đết 2018 luôn nha. Bỏ qua mã này thôi nhé, chiếc nồi này bỏ qua nhé, để có thể làm cái này. Mã này không lên điện các bác nhé, bỏ qua mã này nhé, bỏ qua chiếc nồi Hitachi này nhé. Nó bị đứt cái cổ dây như thế này các bác nhé, thì là em sẽ xử lý sau nhé các bác nhé. Mai em sẽ lên cho bác chiếc cái sau, em đứt cái cổ dây này em sẽ xử lý cái dây này, em sẽ lên cho bác sau. Rồi, mã tiếp theo lên bác chiếc nồi Bana Văn Dài nhé. Mã số tiếp theo lên bác chiếc nồi Panasonic van dài cao tần phun xương bưởng các bác nhé. Em này đế 2011 ạ.
dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1200W. Về ngoại hình hôm nay rất là đẹp các nhá. Ngoại hình đẹp này. Đây, quay chậm cho bác xem ngoại hình rất đẹp này. Đấy, ngoại hình đẹp long lanh luôn. Ruột đẹp các nhá. Ruột bên trong thì còn như là mới luôn nhá, bên ngoài thì nó hơi bị xước nhẹm chút xíu này. Bên trong thế các bác ơi. Đấy, bên trong là còn nguyên kim tuyến luôn. Đấy, còn óng ánh luôn nhá. Nhưng bên ngoài thì lại bị xước một chút này. Đấy. Không hiểu lý do tại sao nhưng bên trong còn rất là đẹp các bác nhá. Bên trong ruột còn rất là đẹp luôn, bên ngoài lại hơi kém một chút xíu, nhưng cái này không vấn đề gì các bác nhá. Cái này không ảnh hưởng gì nhá. Đấy, cơ bản ở bên trong này, bên trong rất mới luôn này. Đấy. Gioăng xanh đẹp nhá các bác nhá. Gioăng mới xanh đẹp cực kỳ luôn nhá. Đấy, gioăng xanh đẹp cực kỳ luôn ạ. Đến 2011 cũng nhé. Mã số tiếp theo là mã 21 các bác nhé. Các nút phím các chức năng hoạt động bình thường hết các bác nhé. Mã số 21 ạ. Em lên cho bác chiếc này với giá là 900k rồi. 900k rồi. Đấy, mã 21 các bác nhé. Giá là 900.000 nhé. Chuyển khoản 100% bao ship toàn quốc nhé. Đến 2011 ạ. Mã số 21 các bác nhé. Giá là 900.000 nhé. 900.000 thôi ạ. Rồi tiếp theo lên cho bác chiếc nồi Iris Ozama. Chiếc nồi của hãng Iris Ozama. Chiếc này là nồi cao tần các bác nhé. Nhưng mà đặc biệt một cái này, em này nó có chế độ cân gạo các bác nhé. Đấy, cân gạo cân nước ạ. Iris Ozama, date của nó là năm 2018 các bác nhé. Date 2018 này. Công suất 1130W, điện 100V. Đấy, date 2018 thôi nhé. Về thành vách ngoại hình của em này còn rất là đẹp luôn các bác nhé, gần như mới luôn nhé. Đấy, bên trong đấy các bác này. Mặt trên này bằng meca các bác nhé. Rất đẹp. Em này thì full cảm ứng luôn các bác nhé, các nút phím cảm ứng hết nhé. Ruột nồi như chưa dùng luôn ạ. Ruột nồi như chưa dùng luôn các bác nhé. Dòng này nấu cơm rất ngon luôn các bác nhé. Doang như mới luôn ạ. Nói chung ruột doan và ngoại hình em này gần như là mới luôn các bác nhé. Khoảng trên 90% ạ. Đấy. Rất mới, rất đẹp luôn các bác nhé. Ok, được cắm điện các bác nhé. Chiếc này nó có chế độ tự cân gạo các bác nhé. Đấy, chế độ cân gạo. Đấy. Nói chung các nút phím đều cảm ứng hết các bác nhé. Đấy, đây là các bác này, nó có chế độ cân gạo đây này. Khi bác cho gạo vào nha, nó sẽ nhảy đây này. Đấy, đây nhá, ví dụ em bấm này. Đấy. Thả ra ra này bằng không. Đấy. Đấy, nó có chế độ cân luôn các bác nhá. Đấy, rất là hay luôn các bác nhá. Các chức năng các nút phím hoạt động bình thường thôi nhá. Đấy, thì khi các bác sử dụng chiếc nồi này thì em sẽ có như video hướng dẫn chi tiết cho các bác nhá. Mã số tiếp theo lên các bác là mã số 22 các bác nhá. Nên cho bác chiếc này với giá là 1.6 các bác nhá. Là 1.6 thôi. Một chiếc nồi VIP nhá. Full chức năng. Chiếc này rất là hiếm các bác nhá. Full chức năng là có chế độ cân gạo này. Đấy, full cảm ứng này. Là có chế độ cân gạo, cân calo các bác nhá. Đấy. Date 2018 các bác nhá, gần như mới luôn ạ. Giá 1.6 các bác nhá, chuyển khoản 100% bên em bao ship toàn quốc nhá. Mã số 22 ạ. Giá 1.6 nhá. Tiếp theo lên bác chiếc nồi Natuna nhá. Cũng là mã cuối cùng trên video ngày hôm nay. Đấy, hôm nay lên cho bác là 23 mã thì mã cuối cùng lên cho bác là chiếc nồi Natuna van tròn. Date 2005.
Về ngoại hình thì cũng còn khá là đẹp không nhá. Ngoại hình thành vách xung quanh này đẹp nhá. Thành vách đẹp này. Mặt trên này nó có một điểm đây, chỗ này hơi bị cấn nhẹ chút xíu này. Đấy, hơi bị nún nhẹ tí 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 này các bác này. Rất bé rồi nhá. Đấy, thành vách đẹp. Bên trong ruột đây các bác nhá. Ruột nhìn như mới luôn các bác nhá. Đấy, ruột nồi như mới luôn các bác nhá. Đấy, ruột nồi như mới luôn. Bên ngoài tráng gương các bác nhá, rất là đẹp luôn nhá. Nói chung ruột rong như mới luôn các bác nhá. Đấy, ruột rong như mới luôn ạ. Ruột rong như mới luôn các bác nhá. Đấy, tổng quan chiếc này ruột rong như mới luôn ạ. Dung tích 1 lít điện 100V các bác nhá. Mã số tiếp theo lên các bác là mã số 23 nhá. Đấy, các nút phím các chức năng hoạt động bình thường hết nhá. Mã số 23 các bác nhá. Cũng là mã số cuối cùng cho trên video phần 18 19 ngày hôm nay. Lên cho bác chiếc này với giá là 1 triệu nha các bác nhá. Đấy, mã 23 các bác nhá, giá là 1 triệu nhá, chuyển khoản 100% Vietnam Bao Ship toàn quốc nhá. Mã 23 các bác nhá, giá là 1 triệu ạ. Mã 23 các bác nhá, chiếc nồi Natina van tròn nhá, giá là 1 triệu nhá. Ok, thì hôm nay phần 89 em lên cho bác là 23 mã nồi cơm, cho nó có 11 mã nồi 1 lít 8 và 12 mã nồi 1 lít. Thì các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0971051751 nhá. Bên em ship hàng toàn quốc. Đấy, số điện thoại cần Zalo của em. Các bác đang xem video cho em xin một like và đăng ký kênh nhá. Cảm ơn các bác luôn theo dõi ủng hộ Nhật Bác Phú Cường nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhá. Chào các bác nhá.